Đây là xe tăng thường, còn đây là xe tăng đã được nâng cấp. Và tất nhiên là hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi nhé. Và đây là những chiến thần xe tăng chúng ta có thể sở hữu trong video này. Đây là số lượng xe tăng mà tôi đang sở hữu. 1, 2, 3, 4. Còn đây là xe tăng của đội bạn. Trước khi vào chiến đấu, tôi nghĩ là anh em mình cần phải nâng cấp đã các bạn ạ. Và em Sai. Ok không? Bây giờ chúng ta đã sở hữu một cái xe tăng không biết tả kiểu gì. 1000 máu, 170 đam. Và ngoài ra thì anh em mình còn có thể mua thêm xe tăng. Tôi sẽ thử mua con này với giá 160. Mua con này với giá 160. Mua tiếp một con này nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ kết hợp. Wow, ghê không? Lại còn có cả băng đội đầu, 200 máu và 100 đam. Ở đây là anh em mình sẽ chia ra làm hai loại xe tăng. Một là xe tăng đánh gần, hai là xe tăng bắn xa nha mọi người. Bởi vì là có đến hai loại xe tăng nên là tôi sẽ ưu tiên nâng cấp xe tăng bắn xa trước. Mua 4 cái, khá là tốn tiền rồi đấy. Ok, thêm hai con nữa. 1, 2. Ok, lên đời. Ghê không? Xe tăng quân đội nhân dân Việt Nam. Quẩy. Bắn chúng nó cho anh. Đúng rồi. Ôi nó thật là anh em mình không thể thua được. Quẩy. Bên nó cũng nâng cấp quân đội khá trâu bò. Thế nên là anh em mình cũng phải nâng cấp có đúng không? Lên. Ok, 3 xe tăng level 3 đánh gần rồi. Rồi. Ui ôi, bên nó bắn mình đau phết chứ. Anh em nhìn đi này, bên nó chỉ có 2 xe tăng level 3 lại còn là đánh gần, 1 xe tăng level 1 lại còn là đánh gần. Anh em ạ, anh em nhìn đây. Lên level 4. Uài, bây giờ anh em mình có quả mũi khoan này. Mũi khoan lổn thùng anh em nhé. 2000 máu và 400 đam. Quá ghê gớm. Thế thì tôi nghĩ là anh em mình cần phải lên tiếp một cái xe tăng level 3 nữa. Bởi vì tôi bị OCD. Tôi nhìn cái đội hình mà nó bị lệch như thế này là tôi cực kỳ khó chịu. Ok, tôi phải cân đối như thế này chứ nha. Nice. Đấm nó. Khoan nó cho anh. Tiếp tục khoan nó cho anh. Mũi khoan của mình bây giờ bá đạo lắm rồi anh em ạ. Tiếp tục đấm nó cho anh. Uầy, bên nó cũng có xe tăng mũi khoan lổ thùng rồi. Châu bò với chúng tôi. Uầy, đội hình của bên nó tổng cộng có đến 8 cái xe tăng. Nhưng mà có vẻ là toàn hàng cùi nên là cứ thử nhá. Đấm tiếp cho tôi. Ái chả đau đấy. Ok, anh em mình phải giết được con mũi khoan xe tăng. Rồi. Uầy. What? Level 10. Và bây giờ chúng ta sẽ phải đấm nhau với boss đấy anh em. Nhìn quả xe tăng của nó tôi cũng thấy hơi khó nuốt đấy. Anh em mình tiếp tục nâng cấp đã. Tôi nghĩ là anh em mình sẽ nâng cấp xe tăng bắn xa nhá. Mua hết tiền em. Ôi dồi ôi, ok, hết slot rồi. Rồi, vào đây. Bây giờ là anh em mình có đến 4 cái xe tăng bắn xa level 3 rồi. Thêm một cái nữa nào. Ok. Sai. Trông súng to thực sự. Súng vừa to vừa dài. Nào, lên tiếp. Úi dồi ôi, được đấy. Bây giờ anh em mình vẫn còn tiền nhưng mà cũng khá là nghèo rồi anh em ạ. Rồi, nâng cấp xe tăng đánh gần đây. Rồi, hết tiền rồi nha anh em. Bây giờ thì thắng thua là do trời quyết định. Ai à, con boss nó trâu lắm anh em ạ. Được mỗi cái to xác, không ăn thua. Chúng ta đến với level 11. Bên đội bạn có một cái xe tăng trông hơi xấu. Đấm luôn không nói nhiều. Bên nó có một xe tăng thôi mà sợ cái gì. Tiếp tục nâng cấp xe tăng. Và bây giờ thì tôi sẽ nâng tổ đội đánh gần lên đi. Rồi vào đây.
Một con level đây, con này lên level 4 đi. Một con level 5 đi. Sau mũi khoan là cái gì? À ok, vừa chê nó xấu xong thì anh em mình phải nâng cấp lên level này luôn. Ok, 3 bắn xa, 3 đánh gần. Quẩy luôn. Cho xin cái tuổi. Bây giờ tôi đang có bao nhiêu? 115 triệu. Lên level. Lên level, nâng cấp hết cho tôi. Nâng cấp hết. Lên level 4 cho tôi. Bây giờ là anh em mình nâng cấp tổ đội đánh xa trước đi. Một con level 5 đầu tiên. Ui, trông cùi nhỉ. Trông cùi hơn con level 4. Hai con. Một con level 6 luôn. Ui, mà con này có cả dâu anh em vãi. Xe tăng có cả dâu. Trông nó còn nam tính hơn cả tôi anh em ạ. Vâng, và tôi vẫn chơi chiến thuật là lấy thịt đè người, đánh hội đồng nha anh em. Bao hiệu quả luôn. Anh em thấy chưa? Ui, con boss này căng đấy. Tôi sẽ gọi đây là boss Lê Dương Bảo Lâm. Bởi vì nó bị rụng mất một cái răng cửa anh em ạ. Chắc là đi làm răng sứ nhưng mà trong lúc mà đang quay 2 ngày một đêm là bị rụng mất rồi. Vì con boss này trông khá là gắt nên là anh em lại tiếp tục nâng cấp đội hình. Một level 5, một level 6. Ây chà, nguyên tử luôn anh em. Bom nguyên tử này. Con này phải cho lên đầu. Mấy con này cho về sau đi. Anh em mình cho hết mấy con đánh gần lên trên đầu. Ok, bây giờ thì anh em mình sẽ nâng cấp tổ đội đánh gần trước đi. Để tôi check qua xem là anh em mình đã nâng cấp được bao nhiêu xe tăng rồi. Khá là nhiều. Wow, chát chát. Ui ui, vẫn còn khá nhiều anh em ơi. Vẫn còn nhiều phết. Phải có khoảng độ 5 con nữa. Toàn hàng khủng. Được đấy. Quất bóp. Ui, nó 18.000 máu. Ai à, ai à, nó pha tôi đau đấy. Bót yếu vãi trưởng. Rồi và bây giờ 586 triệu. Gần 1 tỷ rồi. Nhiều tiền thì để làm gì hả anh em? Anh em nhìn đây, tôi làm mẫu cho một lần nhá. Từ từ. Có vẻ là chưa đủ tiền rồi. Từ từ anh em ơi, bình tĩnh nhá. Để tôi tính toán cái số lượng nào. Chết rồi, căng đấy nhá. Một cái level 5 này. Căng quá. Từ từ, để tôi nâng cấp. Anh em mình sẽ tiếp tục lên một cái xe tăng đời mới hơn nhá. Tốn kém quá anh em ơi. À đây, một cái level 3. Một cái level 4, một cái level 5 này. Ui dồi ôi, hồi hộp lắm này. Uầy. Khủng long à. Godzilla à. Ghê. Đây rồi, xe tăng bắn xa đã được nâng cấp thì xe tăng đánh gần cũng phải nâng cấp. Level 7. Ui, ghê ông, lưỡi cưa to vãi trưởng à. Thế bây giờ em muốn tự đổ hay là để anh cưa? Đảm bảo cơ rớt gục luôn, không cần phải tán. Để xem chỉ với 2 xe tăng level 7 anh em mình có thắng được không. Tôi nghĩ là thắng được, bọn này yếu lắm. Không phải đối với tôi. Anh em thấy chưa? Không phải đối. Ok, tạm thời thế đã nhá. Trong tập ngày hôm nay chúng ta đã nâng cấp được xe tăng đánh gần level 7 và xe tăng bắn xa Godzilla cũng level 7 luôn. Hẹn anh em ở tập sau. Điều quan trọng này, không biết anh em có thích con game này không. Nếu anh em mà tò mò mà muốn cùng tôi khám phá tiếp những cái xe tăng ở đằng sau này ấy, thì nhớ comment ở bên dưới nhá, để tôi biết thì tôi sẽ quay tiếp. Còn không thì hôm nay chơi vui vui đến đây thôi. Ok. Rồi, cảm ơn anh em vì đã theo dõi video này. Nếu thấy hay, nhớ ủng hộ một like với cả một đăng ký kênh nhé, để giúp cho kênh Pop Pro sớm đạt được 2 triệu người đăng ký. Đa tạ anh em rất nhiều. Tôi còn bây giờ đi. Bye bye. Nếu các bạn yêu quý Pop Pro thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên tay phải để có thể nhận được những thông báo về video mới nhất của mình nhé.